Xin chào quý khán giả đang đến với kênh của Gia Cát Lượng. Và hiện tại Gia Cát Lượng bây giờ đang di chuyển cái gì ạ? Cái này là cái số không biết là của cái gì đây. À mà nó dán ở đây. Rút rút hầm cầu nha quý vị. Sửa chữa thông cầu cống nghiệp. Đấy. Cống cống nghẹt đấy quý vị, cống mà bị nghẹt đấy thì sẽ thông nhá quý vị. Thì bây giờ mình ở là đang di chuyển rất là tuyệt vời luôn đấy, quý vị thấy chưa, đoạn đường rất là thông thoáng nha quý vị. Thì bây giờ gió nó rất là mát luôn quý vị. Cây cối và các cái thì nó rất là tuyệt vời luôn. Ở đây thì bây giờ đang cái đám vườn này hiện tại đang trống rỗng, không biết là có trồng trọt gì thêm không. Đang còn vậy. Ở đây thì rất là tuyệt vời luôn. Mát khỏe, quý vị thấy chưa, rất là tuyệt vời nhá. Gió bây giờ gió đang lên này. Và cái cây này là cây rất là cao luôn, khoảng tầm mấy chục mét đấy quý vị. Ở trên này thì nó mát mẻ lắm. Nếu mà ai răng vọng ở trong trên này đấy thì hả là nằm không biết trời cao đất dày là cái gì luôn. Thì mình bây giờ mình cố gắng nha quý vị. Cố gắng làm sao để coi như là làm nhiều cái clip hay và ý nghĩa nhá. Có thể là ngày 1, ngày 2 thì chưa có làm được quý vị ạ. Nhưng mà mình sẽ cố gắng làm nhanh và ý nghĩa nhé quý vị. Thường thì người ta kêu là ở đời này ấy thì rất là nhiều người thích làm cái này làm cái kia. Mà mình và mình chỉ thích coi như là làm clip thôi quý vị, làm thật nhiều và thật hay nha quý vị, để không phụ lòng quý khán giả đã xem cái clip của mình. Hồi sớm thì mình có gặp cái anh chàng làm, anh ta bảo là cái clip của mình cũng là triển vọng cao đấy, chẳng qua là mình họ làm chưa gặp đúng thời thôi quý vị. Nếu mà gặp đúng thời thì tuyệt vời luôn. Cái gì cũng vậy, mình cứ bước sang cái gian nan đi quý vị, nó sẽ tới cái thành công. Thì Gia Cát Lượng nghĩ là mình đường cái đường gian nan của mình ấy, thì nó nhiều, nên là mình phải cố gắng thôi quý vị. Mình phải cố gắng đi làm sao cho nó thật nhanh và thật chắc nha quý vị. Anh chàng này là anh chàng ship, tức là anh chàng giao cái gì, chắc là giao bên bưu điện hàng hóa các cái. Bầu trời hôm nay trong xanh. Chắc chắn là sẽ không có mưa đâu. Rất là trong xanh luôn. Và bây giờ hiện tại thì không
không có mưa đâu, không có bắt mưa tí nào hết quý vị nhé. Ở đây là cái xưởng, người ta bảo là cái xưởng này thì làm về gỗ, thì mình cũng không biết là nó làm về cái gì nhá quý vị, tại vì mình không có di chuyển vào. Mình xin dừng lại cái clip tại đây. Và quý vị thấy hay thì cho mình một like, một share và một đăng ký nha quý vị. Một đăng ký ở đây để biết cái clip tiếp theo nha quý vị. Hoàn toàn là miễn phí cho quý vị nhá. Không tốn một đồng. Rất là tuyệt vời luôn. Ok, xin gặp lại cái clip tiếp theo.